Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 5, trưởng công an huyện Thanh Ngoài, Hà Nội vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác Đại úy Nguyễn Văn Lâm, cán bộ công an xã Cự Khê do thờ ơ vô cảm, thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân trong vụ việc tài xế bắt cướp. Giám đốc công an Hà Nội chỉ đạo về chấn chỉnh tác phong. Sau vụ việc đại úy Nguyễn Văn Lâm chỉ đứng nhìn tài xế taxi vật lộn với tên cướp, giám đốc công an thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn về chấn chỉnh tác phong, tính phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ. Ngày 21 tháng 5, giám đốc công an thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo tại công văn số 3722 yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị quận huyện thị xã thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh chấp hành điều lệnh, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an thành phố nếu để xảy ra sai sót vi phạm. Theo đó, vào hồi 16 giờ ngày 16 tháng 5, trong lúc điều khiển taxi G7 tại đoạn đường Cienco 5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, anh Nguyễn Trần Minh bị khách đi xe là Đặng Phạm Sáu, 51 tuổi, ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi giết người, dùng dao tấn công. Liên quan đến vụ việc trên, một số báo chí trang mạng xã hội đã đăng tải bài, hình ảnh, video clip phản ánh một nam thanh niên mặc quần công an, áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang có mặt tại hiện trường, không tham gia hỗ trợ khống chế, bắt giữ đối tượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an thủ đô nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo làm rõ, nam thanh niên nêu trên là Đại úy Nguyễn Văn Lâm, 36 tuổi, công an ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai theo cơ quan chức năng hôm đó đại úy lâm trên đường tham gia tổ cấp căn cước công dân lưu động khi phát hiện sự việc đại úy đã gọi điện báo cáo vụ việc với chỉ huy công an xã cự khê để xin hỗ trợ lực lượng Việc làm của Đại úy Lâm đã phần nào thể hiện trách nhiệm trong công việc nhưng không phù hợp. Ngay trong ngày 17 tháng 5, Đại úy Lâm đã bị điều chuyển về đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện để không trực tiếp tiếp xúc giải quyết công việc của nhân dân. Mặt khác, giám đốc công an thành phố Hà Nội cũng đã báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khen thưởng với anh Minh và Phạm Văn Thưởng, người hỗ trợ anh Minh bắt tiền cướp để kịp thời chấn chỉnh khắc phục, không để xảy ra các vụ việc tương tự nêu trên. Giám đốc công an thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc những nội dương sau, tổ chức quán triệt rút kinh nghiệm chung đối với 100% cán bộ chiến sĩ về vụ việc nêu trên, kiên quyết không để xảy ra trường hợp tương tự, chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ chiến sĩ, thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới, gắn với văn hóa ứng xử trong công an thủ đô. Mỗi cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần tự giác, tự rèn luyện mình, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần coi trọng danh dự tư cách người công an nhân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm màu áo trong khi làm nhiệm vụ, giữ gìn uy tín của người chiến sĩ công an thủ đô vì nhân dân phục vụ tiếp tục tập huấn phổ biến cho 100% cán bộ chiến sĩ nắm vững và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, vai trò chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản pháp luật quy định liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của công an nhân dân. Đảm bảo cán bộ chiến sĩ phải nắm vững và thực hiện đúng quy trình quy định, quy chế công tác trong khi thực thi nhiệm vụ, tiếp xúc với nhân dân, vận dụng thành thạo nhuần nhuyễn các biện pháp nghiệp vụ và kỹ năng xử lý đối với từng tình huống, từng vụ việc cụ thể tăng cường kiểm tra siết chặt kỷ luật kỳ cương chấn chỉnh lễ tiết tác phong chấp hành điều lệnh công an nhân dân văn hóa giao tiếp ứng xử của cán bộ chiến sĩ xây dựng phong cách người công an thủ đô bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an thủ đô trong lòng nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tích cực tham gia tối giác tội phạm đấu tranh phòng chống tội phạm có cơ chế để quần chúng nhân dân phát huy trách nhiệm tham gia hỗ trợ phối hợp lực lượng công an khống chế ngăn chặn ngay các hành vi phạm tội và truy bắt tội phạm Cụ thể, Đại úy Nguyễn Văn Lâm, 36 tuổi, cán bộ công an xã Cự Khê, có mặt tại hiện trường vụ tài xế taxi Nguyễn Trần Minh, sinh năm 1976, ở quận Long Biên, Hà Nội, vật lộn bắt tên cướp bị truy nã, nhưng thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế tội phạm. Bên cạnh đó, để kịp thời động viên công dân dũng cảm, chiều ngày 17 tháng 5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh Minh. Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng tặng giấy khen cho hành vi dũng cảm của anh Minh. Công an thành phố Hà Nội cũng xác định còn một công dân tích cực tham gia giúp anh Minh khống chế tội phạm nhưng chưa liên hệ được. Do vậy, công an thành phố Hà Nội đề nghị ai biết người này thì cung cấp thông tin để kịp thời đề xuất biểu dương khen thưởng. Trước đó, Phạm Nặng 6, 51 tuổi, quê tại huyện Quan Sơn, Thanh Hóa, đối tượng bị truy nã, bắt taxi từ khu vực cầu Trương Dương về quê khi đến khu vực đường Sion Co 5 thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Sáu bất ngờ rút dao nhọn mang sẵn đâm vào vùng ngực trái tài xế. Bị đâm bất ngờ vào ngực, anh Minh vẫn giằng co, vật lộn với Sáu và hô hoán bị cướp để người dân hỗ trợ khống chế.